Khoa Bắc đã chốt hạ một năm 2021 đầy drama bằng một hành động. Từ trước đến nay, Khoa Bắc đã luôn nổi tiếng là một YouTuber có nhiều phát ngôn gây sốc, lắm tiền, thích chơi trội. Nhưng chắc có nằm mơ thì thanh niên này cũng không dám tin là mình vừa trải qua một năm 2021 lũ lụt drama đến vậy. Đầu tiên là cạch mặt Johnny Đặng, tỷ phú kim cương đình đám. Tiếp theo là triệu phú Vương Phạm, người bạn tưởng chừng sớm tối hít hà thị phi chung với nhau này cũng đã toàn. Trong vlog mới nhất của mình, Khoa Bắc đã phải thở dài cho số phận của mình trong năm vừa qua. Có lẽ chính vì nam YouTuber cũng không ngờ có ngày mình phải thốt lên câu này đâu nhỉ. Ở vlog mới nhất, Khoa Bắc cùng cameraman của mình đã tới thăm resort của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Trump International Big Resort, tòa lạc tại bãi biển Sunny Isles ở Florida. Ngồi trên chiếc ghế chill, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, Khoa Bắc trầm ngâm nghĩ lại những thị phi đã qua. Muốn coi tiêu cực này nọ thì đừng vô kênh tôi coi nhà mấy ông nội, tôi không có làm gì về biến, về phốt này nọ nữa. Thật sự các bạn à, đã gọi là xua rủi trong năm trước thôi, bây giờ tôi reset lại. Một vài bình luận của cư dân mạng, nhưng lý do ông ấy nghỉ chơi Vương Phạm là gì nhỉ? Tôi tò mò về vụ nghỉ chơi với Vương Phạm thật sự. Trông anh như vừa suy sụp dậy nhỉ? Chắc ý Khoa Bắc muốn nói là chuyện xua rủi tôi có muốn đâu bà ơi. Khoa ơi, năm mới cắt tóc không anh? Là một trong những YouTuber đình đám trong lĩnh vực review du lịch ẩm thực thời điểm hiện tại, Khoa Bắc không chỉ nổi tiếng với việc không ngại chi tiền để đi du lịch sang chảnh, khám phá nền ẩm thực nước ngoài. Anh chàng YouTuber này cũng gây không ít tranh cãi vì những phát ngôn gây sốc và có hành động được đánh giá là kém duyên. Đặc biệt, khi đứng trước thị phi, thái độ của Khoa Bắc cũng khiến nhiều người bật ngửa. Còn nhớ năm 2019, Khoa Bắc đăng tải một video phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn. Tuy vậy, những người biết và thành thạo tiếng Nhật liền chỉ ra nội dung Khoa Bắc ghi hoàn toàn không đúng sự thật. Nội dung thực tế là nữ nhân viên không muốn Khoa Bắc ghi hình và đã từ chối phục vụ. Ngay lập tức, Khoa Bắc đã phải hứng chịu cơn bão chỉ trích phê phán từ rất nhiều người. Thậm chí, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng, YouTuber này đã xâm phạm hình ảnh cá nhân và nếu nghiêm trọng, Khoa Bắc có thể bị kiện do vi phạm pháp luật Nhật Bản. Còn đầu bếp Võ Quốc đã dùng nhiều cụm từ có phần gay gắt như muốn tán vào mặt, không đánh mặt đàn ông, kẻ rẻ tiền. Thậm chí anh còn cho rằng những ai like hay subscribe kênh YouTube của Khoa Bắc đều đáng bị loại. Bị dân mạng chỉ trích ném đá thậm tệ, Khoa Bắc đã âm thầm xóa clip, đồng thời đăng dòng trạng thái cho biết kênh của tôi làm du lịch là review thực tế, không phải kênh DBR quảng cáo, không phải kênh khen vlog. Đã review là có khen có chê, có góc sáng góc khuất, có cái được cái chưa được. Bản thân tôi là người trực tiếp trải nghiệm, vì thế nó sẽ không hài lòng tất cả mọi người được, đặc biệt là các bạn đã sinh sống ở đó. Chưa dừng lại ở đó, mới đây travel blogger này còn chia sẻ câu nói của cầu thủ Cristiano Ronaldo trên trang cá nhân rằng tôi không biết vì sao họ ghét tôi, có thể do tôi giàu có và đẹp trai. Chỉ cần nhắc đến tên tôi ngày mai sẽ được lên trang nhất. Một lần khác, Khoa Bắc bị vạ miệng khi bàn về vấn đề cô dâu Việt lấy chồng Hàn. Cụ thể trong một đoạn video review Busan Hàn Quốc, anh chàng đã có những phát ngôn gây sốc khi cho rằng những người không đủ khả năng địa vị trong xã hội, không thể nào kiếm được bạn gái, không thể nào kiếm được vợ nên phải lấy vợ ngoại quốc. Với lời nhận định chẳng khác nào chỉ mặc đặt tên những cô gái lấy chồng Hàn là vì tiền, muốn thay đổi cuộc sống chứ không bắt nguồn từ tình yêu, Khoa Bắc nhanh chóng bị phản bác. Jae Won tên thật là Kiều Tiên, một nữ YouTuber người Việt sinh sống và lấy chồng ở Hàn Quốc cho rằng anh chảnh chọe, cà khịa và xem thường cô dâu Việt. Theo Kiều Tiên, Khoa Bắc chỉ mới đến Hàn Quốc và tham quan Seoul, Busan nên không thể nào hiểu rõ mọi thứ ở đây. Vì vậy, những điều anh nói ra rất phiến diện, một chiều. Sau phản bác của Kiều Tiên, Khoa Bắc không có động thái đáp trả. Rất là đặc biệt, chị thử ý các bạn, đó là review trường Harvard các bạn nào. Thì hôm nay đặc biệt một cái nữa, đó là Caramel cầm cái quay cho mình. Đây là một Caramel rất là đặc biệt và nhiều ông muốn gặp. Đây là bạn, đây là Caramel Ba Du Cô. Hello, hello, Japanese. Konnichiwa. Konnichiwa. Ok, bạn này, yeah, long time, not see you. Yeah, yeah. Thank you. Do you miss me? Sơ sơ, do you love me? Sao sao? Sao chấp thích in? Tại các bạn thì mình đã vô trong chỗ này rồi. Mình là Việt Nam. Đi qua đi xem về đi. Leto. Leto quá. Leto Nam Mưu. Leto Nam Mưu. Tại các bạn đây là caramel, caramel chấp lượng nè. Mà như cô ở đây là cameraman. You know cameraman? Yeah. Yeah. Cho đó, dạ. Cái phần đó. Tại các bạn caramel chấp lượng rồi. Say something in Japanese. How about the, you feel the weather? Konnichiwa. Ma Harvard ni kite run desu kedo, sukkoi tatemono ga utsukushiku te kandou shimashita. That's it. That's it. That's it. And what will we do after we visit the Harvard? We are gonna go to MIT. MIT. Ah. Oh. Damn. Bye-bye.